mưa, và hôm nay thì dạ vâng, em Hải xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh của Hải trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ, buổi tối ngày hôm nay thì em Hải mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng đi dạo tại khu vực trung tâm Sài Gòn cùng với Hải trong buổi tối ngày hôm nay nha. Dạ, buổi tối ngày hôm nay thì thời tiết rất là đẹp quý cô chú anh chị mình. Không có dấu hiệu của mưa và hôm nay thì không khí rất là mát mẻ và dễ chịu này. Bây giờ mình sẽ đi dạo từ đường Phùng Quang Huân, mình về đường Lý Tự Trọng cũng như là về một số con đường tại khu vực trung tâm Sài Gòn nhé. Nếu có thời gian thì em Hải sẽ qua khu vực phố Tây Bùi Viện để cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình hình ảnh tại khu vực phố Tây Bùi Viện trước ngày lễ Halloween nhé. À vâng, hiện tại thì em Hải đang có mặt tại ngã tư này, giữa đường Lý Tự Trọng giao nhau với đường Phùng Quang Huân. Quý cô chú anh chị mình thấy này, khung cảnh rất là đẹp luôn. Đấy, phía bên kia thì là khách sạn cũng trang trí Halloween. Đấy, quý chú anh chị mình có thể thấy không? Đây bên này, đây trang trí cái mặt nạ Halloween đấy. Và khách sạn Anh và Em Hôm Theo nằm ngay khu vực ngã tư, rất là đẹp luôn. Thì bây giờ thì mình sẽ đi dọc đường Lý Tự Trọng này. Mình về với đường Nguyễn Trung Trực. Đấy. Dạ vâng, phía bên này thì có một cửa hàng thời trang thương hiệu lớn, Pia Cartin, thương hiệu lớn tại Việt Nam mình. Thưa quý chú anh chị mình, nếu mà mọi người dùng hàng hiệu thì mọi người sẽ biết thôi. Và giá thì nó cũng không quá cao, nó tầm khoảng 1 triệu tới 2 triệu một cái áo, tùy theo nhu cầu của mình sử dụng. Bên này thì ở đây có một số cái quán bar nhỏ nhỏ trên lầu. À, hôm nay thì em Hải bật chế độ quay 4K để xem chất lượng hình ảnh nó có đẹp hơn không. Thì quý cô chú anh chị mình thấy chất lượng hình ảnh đẹp thì có thể để lại comment bên dưới cho Hải nhé. Hôm nay mình dùng chất lượng tốt nhất có thể để gửi tới quý cô chú anh chị mình những thước phim đẹp nhất của cuộc sống Sài Gòn về đêm. À, chắc thì em Hải cũng quay 1-2 hôm nữa rồi em Hải có việc bay ra Hà Nội. Thì hôm đấy thì em Hải sẽ cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị mình những hình ảnh tại Hà Nội nhé. Chắc cũng được vài hôm nữa thôi. Thì có một chút công việc riêng của gia đình nhỉ. Ở đây là mình về vài hôm. Hiện tại thì mình đang có mặt tại ngã tư đường Nguyễn Trung Trực giao nhau với đường Lý Tự Trọng. Bây giờ thì em Hải sẽ rẽ phải vào đường Nguyễn Trung Trực. Ở phía bên tay phải của Hải là quán cà phê Highland Coffee. Quý cô chú anh chị mình thấy cũng khá là lớn với hai mặt tiền đường Nguyễn Trung Trực và đường Lý Tự Trọng. Bây giờ thì mình sẽ về khu vực ngã tư giữa đường Lê Thánh Tôn giao nhau với đường Nguyễn Trung Trực nhé. Dạ vâng, thì cuối tuần này thì em Hải thấy ở phố đi bộ Nguyễn Huệ đang có sự kiện khá là lớn đấy. Không biết là sự kiện gì thì em Hải cũng chưa, thì người ta chưa lên nó thì mình cũng không dành cho lắm. Đấy thì gần sát ngày thì em Hải sẽ cập nhật gửi tới quý cô chú anh chị các bạn mình nha. Hôm nay là thứ ba rồi. Đấy, nếu mà em Hải mà còn ở Sài Gòn thì sẽ cập nhật
và đưa những hình ảnh mới nhất gửi tới quý vị và các bạn mình cùng xem. Và thì em Hải thấy là cũng đã có rực rỡ sáng sinh rồi, một số tòa nhà cũng đã trang trí. Bây giờ em Hải sẽ vào với đường Lê Thánh Tôn, mình đi dọc đường Lê Thánh Tôn này qua khu vực cửa Bắc của chợ Bến Thành. Bên này có ca sĩ nào sao không?
Dạ vâng, hiện tại thì mình đang có mặt tại ngã tư giữa đường Lê Thánh Tôn giao nhau với đường Trường Định, thưa cô chú anh chị mình. Đây, bên đường, thưa cô chú anh chị mình, bên đường có một cái tiệm bán cái gì ta, tàu hủ, ba lấu, bán tàu hủ à. Rất là đông, thưa cô chú anh chị mình có thể nhìn thấy là bên đường. Xếp hàng mua đây. Đấy, cô chú anh chị mình có thể thấy rất là đông luôn.
Vâng ạ, cũng cảm ơn và một vị khán giả nào đã tặng cho tụi mà và tổ chức cho chúng ta được nhiều sức khỏe nha, làm ăn phát tài và
cô lại đây cho bé ăn nữa.
Way for the left one, Jen. But it's good there after the dinner. Thank you.
xào bé